xả thải không đúng cái vị trí quy định. Thứ hai là về cái mùi hôi thối từ hai xã này đã liên quan rất nhiều từ hai năm nay. Ngủ được rồi là khăn thủy từ thủy lên đến rồi là cái nít tá rồi chết dịch chứng để tôi tá chết bệnh đây. Chăn nuôi lợn khi mới có tôi biết, mà tài năng bây giờ lại nuôi lợn rồi. Thế chính quyền ở đâu? Tôi hỏi chính quyền ở đâu nữa? Khi họ chuyển sang thì từ nó là khi nào thì chúng tôi cũng biết thủ tục hồ sơ là đáng còn nó là của nó là chăn nuôi bò. Từ một trang trại được quy hoạch nuôi bò sữa, không hiểu lý do gì lại biến thành một trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Và đây là thực tế, không có hệ thống xử lý xả thải, không giấy phép chăn nuôi lợn, sử dụng sai mục đích quy hoạch. Theo người dân, hành vi xả thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của trang trại chăn nuôi lợn công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Giang tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, giáp danh với xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra 2 năm qua nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến cho cuộc sống của hàng nghìn hộ dân bị đảo lộn, phải sống trong mùi hôi thối và ô nhiễm nặng. Chiều ngày 26 tháng 7, người dân bức xúc căng băng rôn yêu cầu chính quyền địa phương và công ty sớm có giải pháp trả lại môi trường sống cho nhân dân. Cái chúng tôi thiệt tha đã được hưởng một cái môi trường trong sạch nhưng thực tế ở đây không trong sạch chút nào. Hằng ngày là toàn hít cái không khí rất độc hại. Cuộc sống của nhân dân là bị đảo lộn bởi vì là ô nhiễm. Ô nhiễm cái thứ nhất đó là cao điểm nhất là từ 10 giờ cho đến 4 giờ sáng. Cái thứ hai á là cái trật tự trong thôn xóm là nhiều trẻ em là bị bệnh. Được biết, trang trại chăn nuôi của công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Giang thuộc dự án chăn nuôi bò sữa Cao Sản Bắc Hà hoạt động từ năm 2015 với tổng diện tích 27,8 ha. Với quy mô 4 khu chuồng nuôi, diện tích khoảng 1.600 m2 với hơn 1.600 con lợn thương phẩm. Chỉ từ khi người dân phát hiện sự bất thường của nguồn nước, không khí, ao hồ, kênh mương xung quanh chuyển màu đen, nhiều váng động trên mặt nước và mùi hôi thối nồng nặc, không còn cách nào, họ phải đóng kín cửa để cản mùi. Chiều về á là cỡ độ 5-6 giờ chiều tối là bắt đầu là mùi thối nhiều, là bắt đầu đến những cái giờ ăn cơm mà nhà ta bưng chân cơm ăn mà nó thối tưởng chừng như bưng chân phấn. Còn hàng nghìn người dân thuộc xã Thường Nga thì phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm mà trang trại này xả thải ra khe bực danh. Toàn bộ những áp phép của hai cái xóm này là toàn bộ là nước chảy trên trời lên thải ra cả. Nước là đen như mực, mà măng măng nổi lên là đứa về giếng bốc về nhà là màu vàng nổi lên. Là có những nhà dân đã không sử dụng được nước. Theo lãnh đạo xã An Dũng, thời gian qua chính quyền địa phương đã có ý kiến phản ánh lên Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ. Điều kỳ lạ là sau một thời gian dài gây ô nhiễm môi trường và bức xúc với người dân, mãi gần đây, công an huyện Đức Thọ và đoàn công tác mới có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Giang và các đơn vị liên quan. Kết luận của đoàn công tác cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức giao cho chính quyền xã An Dũng thường xuyên giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của trang trại theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Giao chủ trang trại không thả mới lợn thương phẩm, không được phép xả thải chưa qua xử lý ra môi trường mà không có bất kỳ một hình thức xử phạt nào. Đó nó là khắc phục những cái vấn đề. Thứ nhất là các hố xả thải là phải xây dựng thêm để đảm bảo khi nước thải ra là đã quá lắng lọc an toàn. Thứ hai là các cái đường ống dẫn nó là phấn vào nó là hầm ga là phải được khép kín. Thứ ba là phải dùng nó là các cái chế phẩm sinh học để sử dụng trong đó để không nó là được bốc mùi hôi. Nếu mà trong thời gian tới mà không khắc phục nữa thì xã làm văn bản kiến nghị với huyện với tỉnh phải nó là đình chỉ là hoạt động của nó là công ty. Việc công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Giang tự ý chuyển đổi mô hình khi chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là trái với quy định tại khoản 2, điều 55 luật chăn nuôi 2018. Vì sao một trang trại hàng chục hecta được xây dựng kiên cố, hoạt động với quy mô lớn ngay trong khu dân cư nhưng lại ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp phép? Thiết nghĩ, tỉnh Hà Tĩnh cần sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân có liên quan.